Anh ơi. Ơi. Anh ạ. À. Em mới thấy chiếc nhẫn kim cương kìa. Anh kết hôn nha, để em được lấy đó. Anh có chịu không? Anh đồng ý. Ôi. Hey. Mời bạn gái. Bạn gái. Ủa đâu rồi? Em đây chưa? Oh, hello em, mời em ngồi. Trời ơi, thấy không? Đàn gái xôm tụ quá ha. Bên đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết coi làm sao nè. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi đến bà cha chị Nam Thư xinh đẹp. Chúc mừng em. Và chú Quyền Linh. Và tất cả khán giả đã có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Wow. Trời ơi. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Thúy Hằng. Năm nay 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện em đang ở quận 12. Và nghề nghiệp của em là em hiện kinh doanh một quán lẩu nhỏ ở Vĩnh Long luôn ạ. Đó, bây giờ đó đàn trai giới thiệu bên kia là ở Vĩnh Long bán lẩu đó. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Em tên là Trần Đức Tấn, người tỉnh Vĩnh Long, đang làm việc tại Cần Thơ. Làm Cần Thơ làm gì? Em làm bên công ty cung cấp nước sơn xe hơi. Bên kia bán lẩu, bên đây sơn xe hơi ha. Đàn gái mình nói ưu khuyết điểm của bản thân mình nè. Ưu điểm của em nhiều lắm. Khóc nhè nè, nhõng nhẽo nữa nè. À, cái đó là mình liệt vô ưu điểm ha em. Dạ, ưu điểm của em đó à, chị. Em cũng nấu ăn cũng ngon. Và em rất là hoạt ngôn. Còn khuyết điểm của em là nói rất là nhanh, hay khóc nữa. Dạ, em biết nhậu không? Dạ, biết chị. Đô là sao nè? Dạ, một lon là xỉn rồi. Thôi mình cất vô luôn đi. Bây giờ coi đàn trai nè, mạnh mẽ lên em. Ưu điểm của em là luôn đúng giờ. Ừ. Chăm chỉ. Ừ. Còn về nấu ăn thì em nấu cả tiểu đoàn ăn được. Vậy hả? Nấu lẩu được không? Em là anh nuôi. Anh nuôi luôn hả? Dạ. Hay quá, chúc mừng em. Em có khuyết điểm gì không? Cái gương mặt em á, nhiều khi nhìn vô thấy có nhiều người thấy giống như là thấy như em nghiêm lắm. Nhưng thật ra tại cái nét mặt em nó như vậy đó. À, chứ em có nghiêm không? Em không có nghiêm gì hết. À, bình thường không? Dạ, cười lớn lên anh. Coi. Dạ, bình thường anh Linh. Bình thường không? Bình thường. Cười lớn lên coi. Dạ. Thấy chưa? Đàn trai ta vui ghê không? Nghe là thấy bình thường rồi đó. Bình thường lắm luôn á. Đâu có gì đâu mà... Bình thì, thường mà. Thì bình thường bình mà. Bình thường thôi. Bên đàn trai ơi, nghe bên đàn gái mình nói là rất là hay nhõng nhẽo, thì cảm nhận bạn sao nè? Với mình thì chuyện đó cũng không có gì là khó lắm. Có nhưng thể... mà lúc mà bực mình lên nhõng nhẽo hoài cũng bực mình lắm rồi nha. Trong cái đó thì có cái khuyết điểm của em là nếu mà nhõng nhẽo quá thì kỳ, em nín thinh à. Em nín thinh luôn. Em không có là quậy phá, không có làm gì hết trơn. Ta nhõng nhẽo mà nín thinh mà mắc cười quá. Dạ. Con gái nhõng nhẽo khóc nghe là phải dỗ dành ha. Chừng nào bà la, bà chửi, bà mắng, bà đánh đập thì mới nín thinh. Dạ. Thử nhõng nhẽo là vấn đề gì coi nè. Anh ơi. Ơi. Anh ạ. À. Em mới thấy chiếc nhẫn kim cương kìa. Anh kết hôn nha, để em được lấy đó. Anh có chịu không? Anh đồng ý. Ôi. Thấy không? Vậy mà ông nói là ông ngồi im. Tiền lúc im ru chứ đúng chị rồi. Rồi bây giờ bạn gái nói cho anh biết coi. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình ạ. Ừ. Có một mối tình hồi học sinh rất là vui, chỉ nắm tay thôi. Dạ mối tình thứ hai thì em chia tay được 3 năm rồi ạ. Quen được 1 năm 2 tháng. Mấy ngày? Hình như là 4 ngày hay sao. Tại sao chia tay? Em nhõng nhẽo quá, chịu không nổi. Cái ca bên này là nhõng nhẽo đó nha. Rồi cái lịch sử tình trường của đàn trai mình bên đó sao nè? Bên này thì em có nhiều mối tình. Nhưng mà em sẽ kể một mối tình gần đây nhất. Mối trai mình lướt web trên mạng, mình quen được một cô. Trong thời gian khoảng tuần đi, cái mình cũng hẹn cà phê, cà pháo nhiều lần rồi. Mình cũng được tìm hiểu tới gia đình khoảng gần 6 tháng. Thì vấn đề đó quá nhạy cảm quá thì em xin không có thể tiết lộ ngay đây được. Là vấn đề gì mà đặc biệt? Cô có gia đình rồi hả? Cô có gia đình rồi. À. Đại khái là có gia đình rồi mà không thông báo cho em biết. Đúng rồi, kể cả mẹ cô ta cũng không nói luôn. À, tức là giấu. Giấu tất cả hết. Cái hình mẫu lý tưởng của anh sao? Có thích nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo thì cũng được. Dễ nhìn, hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ và chịu chia sẻ. Được không, được không? Bây giờ hoạt bát, hòa đồng là bên này bao rồi. Rồi còn gì nữa không nè? Cao thì trên 1m50 là được. À, anh năm nay cũng 39 à? 39 tuổi. Đó, cái khoảng cách chênh lệch tuổi tác mình nó hơi xa xíu rồi. Anh có quan ngại gì là mình lấy vợ trẻ quá? Anh thấy sao? Anh thấy gì được á? Vậy được rồi hả? Thì tất nhiên ông phải được rồi. Sao bé? Dạ, em thích chị. Em thích phong, mình lâu già hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, bên này em chịu luôn nha. Chịu cái đi. Phần tuổi tác là bỏ qua đó. Đàn trai bên đây hiền lành, tốt bụng ha.
từ tốn, kiên nhẫn, thậm chí là chịu đựng luôn. Nhưng mà bao lâu em cần thơ em về một lần? Em nếu thời gian rảnh của cái người nữ đó thì em thời gian nào? Tức là vậy, mà ở Cần Thơ á là em sống ở dưới Cần Thơ hay là em đi làm ở Cần Thơ xong về Vĩnh Long? Em đi làm ở Cần Thơ, em có nhà trọ ở Cần Thơ. Nhưng mà thật ra em đi về, đi tới, đi lui về. Giờ nếu mà có vợ về phụ bán lẩu với vợ luôn được không? Em phải đi làm lên rồi. Bán lẩu nhiều khi nhiều tiền không ơi? Nhiều khi hai đứa ở chung cười lộn. Trời ơi thiệt, ở chung nó vui đâu cười lộn, nên quan coi coi cô gái. Dạ, dạ chú. Cô gái miền Tây ha. Dạ. Dễ thương, tóc dài ha. Em ơi, cái cô bán lẩu này đó, cổ tiếp khách nhiều lắm. Rồi có những người đàn ông vô cười. Em ơi lấy anh cái lẩu đi. Nó, ừ, anh ăn lẩu gì vậy anh? Em có ghen không? Nếu là vợ của mình thì mình phải tin với anh Linh. Đúng rồi, tin. Cái chuyện đó là những cái cách bán hàng thôi nha. Cách bán hàng giao tin tiếp. Vợ nha. Vậy được. Thôi, trước mắt là đàn trai chịu rồi đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Cô gái bên đó đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và với bạn ạ. À, có mẹ luôn hả? Dạ, con chào cô, mẹ chào cô. Của Thúy Hằng. Mình thấy đàn trai đó làm sao? Có hợp ý, hợp nhãn, được mắt không cô? Thấy được đó. Thấy khuôn mặt thấy cũng hiền đó mà. Có yêu cầu gì bên đàn trai làm rể hay là gì không? Gái lúc nào cũng như gã đi gì đó. Ví dụ điều kiện bên nào làm ăn được thì cho nó đi làm chứ không có bắt rể. Có yêu cầu con tôi nó có hạnh phúc là được rồi chứ. Thấy không ai vợ hay chưa? Cảm ơn cô nha. Bây giờ em trai đi với ai nào? Em đi với mẹ. Mẹ thấy cô này thì cũng được đó Tướng ơi. Cũng dễ thương. Dạ. Vợ thôi, hôm nay có hai bên đàn trai đàn gái. Cô đại diện đàn trai nói một câu gì với đàn gái đi. Chào chị. Bữa nay chị cũng cho hai đứa nó làm quen với nhau nha. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai nhỏ gặp nhau cái đi. Kéo rào. Đó. Bắt đầu từ bây giờ hai đứa nói chuyện đi, tâm sự đi để hiểu nhau nhiều hơn. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Anh có thể mở quà trước được không ạ? Có bức thư anh. Anh có thể đọc bức thư đó được không ạ? Gửi anh, chồng tương lai của em. Trời ơi, vô vô nè. Vô vô vô. Vì kinh tế nhà em khó khăn nên mẹ em hỏi anh có muốn làm rể nhà em không? Anh có muốn làm cha tương lai của con em không? Anh có muốn làm chồng tương lai của em không? Và nếu anh im lặng là anh đồng ý. Nếu anh trả lời coi như cũng đồng ý nhé anh. Đồng ý. Em im lặng cũng được mà. Im lặng rồi mới kêu lên túi vô. Trời ơi, hay quá nha. Trời ơi, lãng mạn dễ sợ. Của em. Ủa là sao nè, bây giờ mình có tập trung. Anh Linh này thiệt bởi là vừa lắm. Của ta em. Còn xúc xa anh xích. Em muốn hỏi anh là anh có tin vào phong thủy hay là dị đoan không ạ? Anh tin cái đó là trên 50%. Giống em. Bây giờ anh thấy em như vậy thì anh suy nghĩ có đúng mẫu người bạn gái của anh không ạ? Trong đôi mắt anh thì em như vậy là cũng theo cái mẫu anh mong muốn rồi. Dạ cảm ơn anh. Em ở Vĩnh Long mà em ở cái đoạn nào? Quốc lộ 1A. Em ở Cầu Mới á. Thì nhà em có bán lẩu thì anh rảnh ghé ăn ủng hộ em nha. Trời ơi, chúc ơn. Anh á thì anh đi làm Cần Thơ mà nhà Vĩnh Long. Nhưng thực chất anh có nhà riêng rồi nhưng mà anh không có ở. Nhà có... đó hiện giờ là mình cho thuê chứ không ở đó. Mình có mặt bằng cho thuê đúng không? Dạ. Ở đó trên đó quán, về dưới đó quán, muốn nữa Cần Thơ quán, Vĩnh Long quán. Mình phát triển các huyện nơi có quán. Trời mình phải tính tương lai xa rồi. Tương lai em định tính là mở ba quán lẩu đó anh. Cái chỗ của anh thì nó còn vắng. Thật sự là anh cũng lớn rồi, anh chững chạc hiểu không? Mình cũng còn xì tin hiểu không? Mình hăm mấy xì tin. Thôi bây giờ mình làm gì góp vui nè. Để không khí nó rôm rã lên. Bạn gái có một cái tài năng là thích diễn kịch. Đó. Có thể góp vui cho chúng ta hôm nay. Diễn kịch nhẹ nhẹ nè. Nhẹ nhẹ hả chị? Ừ, muốn diễn gì nè. Có cần chị với lại ông Mai hỗ trợ không? Thử xem dạ, anh cần. Làm. Rồi. Đối ứng thế nào? Diễn với anh thử xem. Để em đứng bên đây đi. Diễn nhớ nha, đối ứng nha. Có gì kêu tôi phụ cho. Có gì đứng màn ở đây che lại nè. Em bắt đầu. Chị hai, chị hai. Gì hết hồn. Chị làm hết hồn mới đúng á. Ví dụ gì không? Vụ gì? Bên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đó. Có cái chú Huyền Linh đó. Ừ. Thì hôm nay ông dẫn cái người yêu trong mộng cho em.
Phố hôn. Em ngạc nhiên quá chị. Thì em không? Em bức xúc quá hả? Trời ơi chị mừng quá. Trời chị ơi. Nghe chị mừng quá, chị tưởng mày ế trời luôn rồi. Mà chị thấy em đẹp không? Thấy em đẹp không? Đẹp. Mọi người thấy em đẹp không? Trời ơi, vỗ tay cái dùm em gái em cái mọi người. Chết, mà không được. Sao vậy? Chị em đẹp hơn em không chịu. Thôi để nó xé cái đầm cho mày vừa lòng. Thôi nó nghe nè, bây giờ chị vô bếp đi lấy hàng á, chét lên mặt đi cho nó xấu xíu. Ừ, rồi chứ sao? Một hồi người ta vô tới kìa, người ta vô tới. Chết. Giờ sao? Hết rồi. Rồi coi khán giả coi góp ý sao khán giả. Chưa kịp luôn á, chưa cho kịp nam chính vô luôn là bên này nữ chính cho hết kịch. Trong lòng em là thấy, nói chung là em thấy thích cô ta. Thích cô ta, không phải thích em chị ơi. Thích cô ta là thích ai, cô nào? Thích, thích em. Chưa có cô nào có chồng đó. Em nói rồi, thích nghe. Cô ngồi ghế nằm lên đó. Thích cô ngồi ghế đúng không? Thôi nói rõ, tại vì cô đứng cô cũng chưa có chồng luôn, chưa có người yêu luôn. Có hát bài nào tặng cô ấy không? Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có hoa thắm tình nha. Em đang xem hàng cây xanh mà anh. Trời ơi, bà minh họa kìa. Minh họa kìa. Hàng cây xanh đâu rồi? Em mới tới hàng cây xanh mà. Nhắm mắt lại, kiểm tra xem trong thời gian vừa qua có những điều gì đã chạm vào con tim mình chưa? Nào, các bạn sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Rồi. Đây của em. Tốt rồi. Hãy nắm lấy tay nhau đi. Và bây giờ xin phép bác là bắt đầu từ bây giờ, xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép bác từ đây cho con được hẹn hò với chỗ của em. Rồi, cô gái nói gì với bên đàn trai đi. Dạ, nếu sau này con làm cho của bác, nếu mà con có làm gì sai hay là không được tốt thì mong bác chỉ dạy cho con nhiều hơn ạ. Xin phép bác cho con được hôn em ngày đầu tiên. Anh ơi, lỡ mẹ không cho thì sao anh? Mẹ không cho anh hôn lại. Trời ơi, em cho anh hôn rồi đó không? Chúc các bạn sẽ hạnh phúc. Chúng ta sẽ có những cái giây phút bên nhau ở rạp phim Cinebox 212 đã chiến thắng. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ôi, xinh quá. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. À, dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. À, xin chào MC Quyền Linh. Dạ, chào chị Nam Thư. Chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi. Hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk. Dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. À, nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đâu. Em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn, công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ê, em cũng không biết sao, nhưng có thể là duyên em chưa tới. Dạ. Cũng có một vài chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Rồi bạn trai bên kia, mình giới thiệu về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà
em soạn sẵn để đấy rồi, mà cuối cùng em chạy xuống nhân trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo, thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng gì vậy? Đàn gái dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ ba? Dạ. À, công thức à. Quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ ba này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Mà nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ hai? Thứ hai thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường. Thì em mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì người ta đâu chọn mình đâu. Cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ ba là không người khác, không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho người ta. Dạ, chính xác. Anh thứ ba đáp ứng nhu cầu ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào em gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao trên 1m7. Cao 1m7, gì nữa? Vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ủa sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu nhanh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh nói yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. Đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Thôi gì? Được rồi, không thích hỏi. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hỏi nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? Em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Mày chắc sạch anh. Thôi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi. Được, sạch sẽ được. Sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Mày nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mà miệng thì dễ thương. À. Cái gì? Hình như tả tốt cô lắm hay sao? Bên kia khán giả vô tay kìa. Khoan coi á, khoan coi. Khoan coi. Tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáo múi này kia sao? Chứ em thích sáo múi không? Em rất thích sáo múi. À thấy chưa. Ê các cô như thích sáo múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh. Không có ai gu luôn. Thua rồi. Thua rồi. Gu bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nữa khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa nãy mở qua bên đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em gu em á, theo chị nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. Ấy là gu em đó. Có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời. Cao mét mấy à? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn 1m7. Bên đây chắc dưới 1m7 rồi. Dạ, em dưới 1m7. Dưới 1m7 được không em? Chỉ 1m7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ví dụ trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có
thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được được. Mà hỏi được không? Chịu chịu chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? À, hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh. Bây giờ anh hỏi gì nè. Hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó. Ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn Trà hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy á. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái vắt cam cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không? Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường à? Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em với bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. À 63. Còn em trai? Dạ em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. Em ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy Thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn hoặc là những cái gì roman là mình rất là thích. Quan điểm tình anh yêu của mọi người. Anh có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì. Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình thì không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì anh phải ghen nữa thôi. Em là người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là... Người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cắt bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Hai được. Làm được. Gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp sau này ngồi là nhớ lại. Cái tình yêu cũ gì đã trở về cắt bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè. Rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở. Mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết.
chứ không dám ngồi nhận ngồi trai, cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát lại đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Em sao? Lại hai bạn. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta, giấu em những hôm không về nhà, giấu em từ trong anh mẫn, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng được một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin, mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu, mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp. Chờ đợi. Chờ gì nữa? Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái à? Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị không hôn là không cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy, đúng với cái trái tim của mình. Tại sao vậy, có thể cho mình thơm má nữa không? Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Xin chào. Thôi. Rồi, mời em ngồi. Rồi, bây giờ bên mình giới thiệu một chút về bản thân đi em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm gì Tâm? Dạ, hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Sacco ạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ. Văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào, chào em. Tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng. Em năm nay 33 tuổi.
Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em kinh doanh về phòng gym. À, phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Thể thao. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian đấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào năng hết. Với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nói to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Okay, đó, phải như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện á chị. Lớn lên đi cho mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính, cũng thẳng tính mà nóng. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian, dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó không... Sao anh không dành thời gian cho em hả? Ừ đó đó. Vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ạ. Một mối tình, được mấy năm? Dạ cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ đúng. Vậy rồi. Mình yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau cũng được một năm mấy. Một năm mấy lý do chia tay? Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Đăng ơi em nghe chưa Đăng ơi? Em có nghe thấy rồi. Ừ. Đăng có mấy mối tình rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây 5 mối tình tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Ừ. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Rồi em còn đến đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi, chứ không đi. Đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Em chào chị. Ừ. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng, khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy. Thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Ừ. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu. Có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính à? Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu. Chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn? Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà. Thành dạ. ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Dạ. Còn mình là ông không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều á. Nói nhiều là em sẽ... Thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm xe, chỗ xe, để xe mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Ừ. Đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? À. Chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình. Có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. À. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được. Tôm tắt, với lại nhìn được là được rồi. Có dạ. thích đàn ông để râu không? Dạ. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính thì sao? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao không? Chờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ. Xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này tôi có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Mời nhà trai, đại diện nhà trai, anh đi với ai?
Dạ, em đi với hai người em. Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng, là một người rất là hàm hố nhưng mà rất là hiền lành. Em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha, mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. À, dạ. Khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không, anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh Đăng rất là bao dung. À. Giống như là ở trong chỗ em làm, anh Đăng giống như là bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Mở rào. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè, tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình rồi. À, anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Dạ, nhưng là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Rồi, còn mình? Thì trước tiên em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái bức thư. Thư anh à? Đọc trước rồi xong rồi gỡ qua nha. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021, chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh, Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây về. Có bà. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời, bởi vì là anh rất thích rừng, cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là, đó là chiếc áo của bác em. Hy vọng bác em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Bác em cũng là thần trượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em. Bác chính em, bác chính của con nữa, mất rồi. Bác và... chính. Chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. À, tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu, rất là xin lỗi cô dâu. À, sorry. Xin lỗi nhà gái, em thực sự không kịp chuẩn bị. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, khó mềm đã héo khô, mà thổ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn, chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Đầu tiên quá. Anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp hơn. Sao anh thấy sao, anh hàm hố không? Tâm thì sao? Tâm hàm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy anh cũng hiền á, nhưng mà không biết anh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Con người vậy thôi, thấy râu ria rồi xăm trổ một tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nỗi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu. Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi. Em có yêu thể thao không?
Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mới tránh chạy nhảy hay như thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. À, okay. Em năm nay em 29 tuổi, sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế? Dạ, tại vì xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng. Bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ, nãy giờ em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng có giấu em điều gì, một khi mà đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét. Và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ, em thì em không ghen. Nhưng tại vì, đó ví dụ như ảnh đi, cho anh ra đường mọi thứ. Nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ, là giống như là stop luôn á cô. Bạn nam là ở phòng gym. Dạ. Gọi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp. Vậy thì đấy, hoàn cảnh ghen hay không là em thử tưởng tượng đi. Ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp, gái đẹp, nườm nượp. Đúng rồi. Nếu như trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã. Phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này không, người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa. Nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng. Vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc, và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa. Và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Dạ. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà. Dạ. Thì nó chỉ là một phần nào đó, là còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Cái câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, nên mọi thứ anh sẽ là ổn. Anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó họp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi. Nó dạ. Khác với cái chuyện về tình yêu kiểu như là ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen, cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em hiểu không? Dạ em hiểu. Rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Dạ. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được? Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. Hai năm nữa là mới kết hôn hay là 2 năm nữa là... 2 năm nữa sẽ kết hôn. 2 năm nữa thì kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn còn trẻ mà đúng không? Dạ, năm nay em 29 tuổi. 29, 11, 32, trẻ. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. Bây giờ em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì cũng có chút. Nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó. Giống như anh nói còn 2 năm nữa. Còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi. Em cần một cái... Em tặng cho anh một ngôi nhà, có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình, thành ra là không thể nào chờ đợi mãi nữa. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Dạ. Còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi. Quyết định là do chúng ta. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút, mình cứ bấm. Còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em trai có bấm nghe một cái cạch. Em gái không bấm. Thấy rất rõ. Thôi có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Không có duyên nợ với nhau. Cảm ơn anh. Rồi. Chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Xin mời nhà gái. Nè chị đỡ lên cho. Ok. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Chúng ta nghe phần giới thiệu của bạn nữ trước nha. Dạ, lời đầu tiên thì em xin phép chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và tất cả các anh chị đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay.
Em tên là Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1995, năm nay em 27 tuổi. Em thì quê ở Bến Tre và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em thì đang làm bên mảng về marketing cho về nhà hàng và khách sạn á chị. Công ty em làm việc ở quận Bình Thạnh và hiện tại em cũng sinh sống ở Bình Thạnh. Bích Vân, dạ. Sinh năm 95 ha. Dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép chào anh Huyền Linh. Chào anh trai. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia và chào gia đình bạn nữ và chào tất cả các khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin phép giới thiệu. Em cũng sinh năm 95, giống bạn nữ. Em nhà ở Củ Chi. Em hiện tại thì đang là mở một tiệm tóc nhỏ cũng ở Củ Chi luôn. Làm tóc hả? Dạ dạ. Hàng chi mái tóc ấn tượng đẹp quá. Chúc em làm cho anh giống sáng sáng giống vậy luôn nha. Dạ ok. Rồi, tức là em làm Củ Chi tại nhà luôn. Dạ đúng rồi. Mở mặt bằng nhà làm luôn. Dạ. Bây giờ là em đang sống với ai ở nhà? Dạ hiện tại thì em sống với gia đình ba mẹ và anh. Là nhà có hai anh em thôi? Dạ đúng rồi. Rồi anh trai là lấy có gia đình chưa? Dạ anh trai em có gia đình rồi ạ. Có rồi ha, giờ còn một người nữa. Vậy là anh trai ở nhà, trụ trong nhà là em sẽ là ở riêng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi khỏe, nhà gái nghe rõ chưa? Dạ, dạ. Nhà gái đã nghe ạ. Đó. Rồi vậy thì mình tới với cái phần ưu điểm khuyết điểm đi ha. Dạ. Dạ. À, dạ ưu điểm của em thì em khá là hoạt bát. Đúng rồi chị. Dạ. Thấy Nói chung là rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nói chung là em dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh đó chị. Về sở thích của em thì em thích được đi du lịch, thích đọc sách, thích trồng cây. Với lại là thích những cái nơi mà nó yên tĩnh một xíu. Dạ. Đặc biệt là cũng thích xem phim ma. Thú vị, con bé này thú nhưng vị. Nhưng mà có sợ ma không? Dạ, thì cái đó thì mình cũng chuyện tâm linh thôi, mình không coi phim ma mỗi lần mỗi lần con ma xuất hiện là có nhắm mắt không? Dạ không ạ. Rồi bây giờ nhà trai nè, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em á là thích làm đẹp và biết nấu ăn. Còn giỏi. Biết nấu ăn là giỏi dạ. Rồi đó. Gì còn, nữa? Dạ chỉ có hai cái đó, với lại biết quan tâm người khác. Đó, được cái này được luôn. Dạ. Rồi còn, có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì mỗi khi mà làm cho khách hơi đông á nên hơi lười. Lười dọn dẹp á. Đúng rồi, làm mệt rồi lười là đúng rồi. Chỉ có làm cho đông quá rồi quạo rồi cắt tóc người ta bậy bạ sợ thôi chứ lười đâu có gì đâu sợ. Dạ. Được, cái này được luôn. Thật ra mình là thợ chính rồi, mình là làm chủ của cái căn nhà đó rồi, của cái tiệm đó rồi thì cái việc dọn dẹp là sẽ có một người khác. Trời con gái. Đúng rồi. Thợ làm tóc thì nó tóc tai khỏi phải lo gì hết. Dạ. Nhà trai lo hết. Dạ. Tóc tai nhà trai lo hết. Sẽ được làm tóc miễn phí thường xuyên. Tôi khoái chuyện mà cô marketing rồi đó. Tức là rất là năng động ha, sao cũng được dễ dàng, sống thích nghi với tất cả mọi hoàn cảnh luôn. Cái này là rất là ok, bởi vì trong những cái con người hiện đại đó, họ thích nghi, cái nào thích nghi được hết, yeah. Nó dễ dàng yeah. Hơn đúng không? Đường tình duyên thế nào, nói cho nhà trai nghe cái nào. Dạ, đường tình duyên thì hơi bị lép vế, tại vì chưa có từng có mối tình nào hết chị ơi. Trời ơi. Còn trong trắng trinh nguyên đúng không? Dạ, chưa có kinh nghiệm hẹn hò. Rồi, vậy thì sắp tới em sẽ trải qua những cung bậc của cảm xúc, những thăng và trầm. Em tình cũng mong như vậy. Tình yêu nó đa dạng, hỉ đúng. Ngoại ố thăng. Có đôi khi cười, có đôi khi khóc. Đúng rồi, thăng không á, thì nó cũng có thú vị. Lâu lâu nó phải trầm xuống một cái. Đúng nó rồi. Cảm thấy cuộc đời nó hay dã man lắm kìa. Lâu lâu dạ. Nó cũng đau một chút. Đúng. Tình yêu là phải có đầy đủ tất cả những yếu tố đó thì nó mới làm cho người ta trưởng thành và chín chắn hơn. Nó có gia vị tình yêu ha. Đúng rồi. Bên đây thử coi có mấy mối tình nè. Dạ em chào, em. Chào chị. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì chính thức thì chỉ có 2 mối tình chính thức, còn còn râu ria chắc khá lắm mà. Dạ còn bạn gái tìm hiểu thì cũng vài ba người. Trời ơi, tôi thấy nó phức tạp quá. Làm tóc mà lúc dạ nào thì cũng gặp người đẹp vô làm tóc không à? Xong rồi dễ lung lay lắm đúng không? À. Phải không? Em có phải là tiếp người là dễ say nắng không? Dạ không, em khó lắm. Khó lắm hả? Dạ. Mai là khó đó. Tại vì nó say là tôi ngày chắc nó lung lay mấy lần luôn. Rồi giờ mối tình mà nó dài nhất và nó gây thương nhớ với mình nhất đó là mối tình nào? Dạ đó là mối tình cách đây 3 năm của em. Lúc đó thì em cũng có quen một bạn nữ, bạn ấy quê ở Đồng Tháp. Nói chung thì lúc đấy thì em còn chưa có chưa chưa chưa
cũng như là còn ham chơi á, còn chưa có suy nghĩ chín chắn. Nên em với bạn đó quen nhau cũng chỉ là nhất thời á. Rồi sau này bạn ấy có công việc để phải đi về quê á. Rồi em thì ở đây cũng công việc cũng chưa có ổn định, nên em cũng không muốn làm khổ bạn. Cho nên em bỏ cuộc. Em nói với bạn đó thì làm bạn được rồi. Từ từ em rút lui hả? Dạ thì hai người sẽ im lặng thời gian rồi rồi mất liên lạc luôn. Giờ lỡ mà kết nối lại được, liên lạc lại được thì sao? Thì em nghĩ là chỉ làm bạn thôi. Tại vì người yêu cũ thì không nên quay lại, tại nó cũng có nhiều cái kỷ niệm nó không vui. Người yêu cũ không nên quay lại, đó là phương châm mới. Còn ngày xưa tao nói người tình cũ không rủ cũng tới. Tại vì đối với em thì em đã xác định rồi. Nếu mà mình đã khép cánh cửa này lại rồi thì cánh cửa mới nó sẽ mở ra cho mình. Chứ mình đừng có khư mà cứ suốt ngày cứ dậm chân tại chỗ, cứ ở một vị trí thì không thể nào mà cái con đường tương lai, sự nghiệp, tình duyên nó đến với mình được. Rồi, được, quyết đoán. Yeah. Bây giờ nhu cầu bạn gái của mình là gì? Cao làm sao? Tiêu chí á? Tóc làm sao? Tiêu chí hay dùng từ nhu cầu bị sai rồi. Nhu cầu là sai. Nhu cầu là bị sai rồi nha quý vị. Ngọc Lan bị sai. Rất là nhiều số Ngọc Lan có hay dùng từ nhu cầu là không đúng. Dạ, bạn gái của em thì em thích tiết người con gái tầm chiều cao là khoảng 1m50 đổ lên là được rồi. Ngon. Dư săn. Hơn 50 luôn. Ốm hay mập? Dạ, vừa người thôi chị. Dư săn. Có vừa luôn. Tóc dài hay ngắn? Dạ, tóc dài thì em thì... Để em làm đúng không? Dạ, đúng. Dư săn. Trời. Dư sức làm. Làm hoài cũng không có tóc. Tóc dài đen, ống ánh. Em mà muốn nhuộm là em phải tẩy á. Đen quá nó không có lên màu. Dạ. Không, em nghĩ là em chỉ uống cho bạn thôi chứ... Em nghĩ là bạn cũng thích tóc đen cho nên đến giờ bạn vẫn để giữ màu tóc đen. Có mới nhuộm lại á. Mới nhuộm lại. Em cứ làm xù xù nha, em cũng đẹp luôn. Tôi hay đâm xù bể. Bây giờ nhà gái chỉ cần tuốt nhẹ lên thôi là lung linh. Lung linh, tuốt nhẹ lên thôi. Dạ. Nếu mà tôi làm một stylist nha, tôi tuốt lên nhẹ nhàng ha. Tôi làm vòng vòng tháng thôi là khỏe. Rồi đó là những cái mà em thích. Rồi còn những cái mà em không thích ở một người con gái là gì? Dạ em thì đối với em thì em chỉ không thích những người con gái gọi là sống rập khuôn quá, sống kiểu thụ động á, không dựa dẫm vào người khác á. Người này ta năng động, hồi nãy nói người phụ nữ hiện đại. Dạ. Sống thích nghi với mọi hoàn cảnh luôn. Chị nói cho em nghe nè, dân marketing nè. Về là kết hợp với em marketing cho cái hair salon của em rồi nó sẽ phát triển rất là tốt luôn á. Hai bạn này kết hợp với nhau là dễ lắm. Được. Rồi gì nữa, không thích thụ động. Cái gì nữa? Đấy là bạn sống dựa dẫm á chị, không biết. Không có dựa dẫm luôn. Dạ. Và chỉ có hai cái đó thôi. Chỉ có hai cái đó thôi hả? Ok. Nhưng mà sống dựa vô chồng được không? Dạ được, điều đó. Ta có quyền chứ. Đúng tức không? Là, ý em là không thích dựa dẫm vô cha mẹ, vô gia đình hay là không thích dựa dẫm vô bạn trai? Dạ ý là khi bạn đó dựa dẫm vào người yêu của mình quá nhiều á, không có cái tính tự lập á. Dựa dẫm về kinh tế hay tinh thần? Dạ kinh tế. Dựa dẫm về kinh tế hả? Nhiều khi người ta khó khăn, người ta dựa dẫm chút không cho hay sao? Mình là đàn ông mình phải gánh vác những cái chuyện đó. Tuy nhiên chứ. Đúng rồi. Tuy nhiên là nam nữ thì bình đẳng rồi, nhưng mà mình là đàn ông thì mình nên mở cái đó ra nhiều mình hơn. Mình là đàn ông mình phải để bờ vai vững chãi mình cho phụ nữ dựa dẫm. Dạ. Để tấm thân to bé bự của mình vô cho phụ nữ dựa dẫm. Vậy mới tốt chứ. Nhưng mà dựa cũng dựa thôi, dựa quá ỷ lại. Không, chẳng khi không ai muốn dựa đâu, trừ khi ta mệt ta mới dựa thôi. Chứ ta khỏe phắn ai đâu mà dựa. Hợp lý. Đúng không? Hợp lý. Được không? Dạ. Thấy tôi bên nhà trai tôi nói tốt cho nhà gái đó được, chưa? Được, hợp lý. Bây giờ nhu cầu nữa theo. Nhu cầu nữa. Nhu cầu người ta nghĩ khác. Nhu cầu bây giờ là tiêu chí tìm người yêu của nhà gái thế nào nè? Dạ. Tiêu chí tìm bạn trai của em thì thứ nhất về chiều cao thì là 1m6 trở lên là được ạ. Ngon lành. Về bề ngoài thì không ốm, nhìn người đó phải đầy đặn, mạnh khỏe. Y chang. Dạ, về tính cách thì người đó phải là một cái người cũng là vui vẻ, có thể là hòa đồng được với người khác. Ví dụ như khi mà mình quen nhau thì mình phải có đi chơi với bạn bè của nhau thì người đó phải sẵn sàng để tham gia. Người này ai cũng hòa đồng, ai cũng có thể nắm đầu được hết trơn á. Khách vô một cái là phải nói chuyện. Vô là nắm đầu giật bài giật liền luôn. Quen không biết, lạ cũng biết, cứ vô là nắm đầu nói chuyện. Nghe này nó nghe đè đầu cửa cổ. Dạ, và người đó thì về phải có
Thứ nhất là phải có về phải có trách nhiệm, sống phải có đạo đức. Bạn phải có một cái ý chí tiến thủ. Có thể là hiện tại, tức là mình phải có ý chí trong công việc mình. Khi mình làm cái gì đó thì mình phải đặt tâm sức vào cái việc đó. Và bạn phải là một người nói được, làm được. Em không thích những người mà kiểu như chỉ nói suông thôi. Anh thấy bạn này nói được, làm được, đặt hết cái tâm mình vô cái việc làm. Nếu bạn này không đặt vô, hết cái đầu ta tọc lóc là mệt. Đúng, nói là anh nói với em là anh cắt cái tóc này cho em là đúng. Em đẹp, nói là phải đẹp là làm được. Dạ. Nói tọc là tọc, nói đẹp quăng là nó phải quăng. Quăng là quăng. Anh nói anh uống cái tóc em là nó phải quăng là nó quăng. Đúng đó. Dạ. Được hết á, còn dạ. Gì nữa không? Khó hơn đi. Nhà trai tôi là ngon lành lắm, cho đề xuất khó hơn. Rồi có cái gì em không thích nè? Ừ. Dạ em không thích bạn trai nói mà không làm thôi. Dạ. Hút thuốc rồi uống bia. Dạ hút thuốc thì không tốt cho sức khỏe cho nên là bạn không nên hút. Còn nếu là bạn muốn hút thì bạn có thể đi một cái vị trí nào đó riêng tư thì bạn có thể mấy hút. Người hớt tóc ít có hút thuốc lắm. Dạ. Hút thuốc rồi bám vô đúng cái tay rồi bóc lên đầu người ta. Dạ. Khoan để hỏi cái. Dạ. Khoan có hút thuốc không? Không em không. Dạ, hút đó. Gì đúng đúng. Tôi biết mà. Dạ còn về rượu bia thì không phải bạn có thể là biết uống một xíu nhưng mà mình phải biết là điểm dừng của nó ở đâu để mà mình có thể là nói chung là bạn phải điều tiết được cái cảm xúc của bạn và trong cái cuộc vui đó như thế nào. Xịn quá nó hết cái đầu ta hư đền thấy mồ. Ta đi nhậu ban đêm rồi. Ai mà đi nhậu ban ngày bây giờ đi em, vô làm. Em thích trai thế nào nè? Dạ một bạn trai nam tính, nam bạn tính. Biết quan tâm và có tính chủ động. Rồi nói chung nãy giờ đưa 100% tôi thấy là nhà trai tôi đáp ứng hết đó. Mình được, tự tin không? Mình đáp ứng hết không em? Dạ là tôi tin 100%. Ừ, chị thấy cũng được như vậy đó. Nhà trai tôi ngon mà. Thấy không? Rồi bây giờ mình hỏi người thân nè. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn khách của em. Bạn khách hả? Dạ. Trời ơi. Bạn mà bạn khách anh lạ gì nha. Khách được quen chưa? Hả em? Một là khách, hai là bạn. Bạn khách tức là khách làm hoài quen đó đúng không? Dạ đúng. Chào bạn khách. Em cầm micro kìa. Bạn khách nghe lạ ha. Khách mối á, mối. Rồi. Chị Ngọc Lan. Em để vô trong cái kiến của em á. Cái mặt nạ đó. Rồi ok, rồi làm lại. Dạ. Con chào chú Quyền Linh. Xin chào. Và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Và chào tất cả mọi người ở trong vườn quay ạ. Em là hát làm tóc quen của anh. Tính là người anh thì vui vẻ, hòa đồng, ấm áp và rất là nhiệt tình. Cho nên chị cứ yên tâm. Ảnh đầy đủ tiêu chí của chị đó. Không làm cho khách là phải nhiệt tình đó em. Chứ nếu mà làm cho khách mà không nhiệt tình thì em không có làm cho tới giờ này đâu. Nên khách, là khách mối đúng không? Ừ, mấy năm rồi cưng? Em quen Ảnh được năm mấy rồi chị. Vậy là cũng đóng tiền điện tiền nước trong cái quán cái tiền tóc nhiều lắm rồi. Khách có cổ phần luôn. Khách là nói đúng đó. Dạ. Ta không phải người thân mà ta nói vậy là được ha. Rồi Ảnh có trong đó thấy có bạn gái vô tìm hoài không? Dạ không ạ. Có không? Dạ không. Tối có đi hả? Chơi được không em? Tối trời ơi Ảnh bận làm tối ngày à. Lâu dạ. Lâu rủ Ảnh đi uống miếng nước Ảnh còn không đi nữa. Phải không? Có dạ. Rủ không? Có. Không đi hả? Không đi. Được thằng này được. Gái cũng đi là được. Ngon. Ngon. Thấy chưa? Khách dạ. Ta nói vậy đó. Ta nói với khách hoàng luôn á. Dạ. Chắc bạn khách này cũng kiểu có thể trở thành bạn của bản thân rồi. Hôm nay Ảnh mới tin tưởng và giao cho đi theo. Nãy trước khi đi nó có dặn không? Dạ không ạ. Nhiều khi này hỏi thiệt nha. Có dặn không? Về anh uống tóc free cho. Anh uống free cho. Nói tốt lần. Cho anh này nói kia. Nói tốt tốt chút. Có dạ không? Hớt tóc có lấy tiền đủ không? Có chứ. Ảnh lấy tiền em lúc nào cũng đầy đủ hết đó. À có bớt không? Có bớt chút chút. À được. Khách quen mà. Tưởng khách quen mà không bớt à. Đúng rồi. Vậy là không có gọi là không có gì lăng tăng hết không đó. Không có lăng tăng, không có thỏa thuận với nhau. Đúng. Trước khi tới đây. Ừ. Khỏe. Cảm ơn em. Cảm ơn. Dạ. Nói đúng rồi đó. Dạ. Sợ là trước khi đi cái nói thôi ráng nói tốt tốt đi. Mốt anh không lấy tiền ha. Hay là cắt tóc miễn phí 1 năm. À, hay là làm rồi đó giờ không lấy tiền là bạn này nói tốt. Ờ. Có lấy tiền mà nói tốt vậy là được. Được. À, rồi. Rồi bây giờ chúng ta tới với nhà gái nè. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị ở trong công ty với em. Hai chị rất là thân thiết với em. Rồi chào em. Chào hai bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh rồi em xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào quý vị khán giả và ekip của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
Em xin tự giới thiệu, em tên là Lộc, là đồng nghiệp của bé bé Vân. À, bé Bích Vân là một cô bé mà có rất là nhiều cái năng lượng tích cực, làm việc luôn chu toàn mọi thứ và khéo léo và có nhiều tài lẻ. Khi ở bên cạnh bạn thì giúp nào cũng sẽ rất là vui vẻ. Nên em nghĩ là bạn trai cũng sẽ có rất là nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm về Bích Vân. Thì về bên phía bên nhà trai thì nãy giờ chị có quan sát thì chị thấy là bạn trai thì về ngoại hình thì rất là sáng sủa, dễ thương, phong cách thời trang kiểu Hàn Quốc rất là năng động và phù hợp với Vân. Thì về tính cách thì nãy giờ chị cũng thấy là bạn nói chuyện thì sâu sắc, cũng có cái tư duy riêng của mình, quan điểm riêng của mình. Thì việc mà hai bạn gặp nhau ở đây á, thì cũng đã là một cái nhân duyên rồi. Thì chị nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu để mình thấu hiểu nhau thêm, rồi sau đó là đi đến quyết định là cũng là tùy vào hai em. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn nhà trai, nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Đi ra. Đi. Chào em. Anh có món quà gửi tặng em. Là đó hoa hồng. Dạ. Anh chúc em lúc nào cũng tươi trẻ và xinh đẹp như những bông hoa hồng này. Dạ, em đúng không anh? Dạ. Còn cái món quà thứ hai em tặng em là sau cái đợt mà Covid á, dạ, thì khách của anh đa số là rụng tóc hả? Đúng rồi, rụng tóc hơi nhiều, cho nên anh có tặng em cái dầu gội này là ở salon anh bán á. Dạ. Em chỉ cần về gội rồi nó sẽ giúp em mọc tóc rồi chống rụng tóc, dạ, người rụng tóc rồi quảng cáo bóng anh luôn. Dạ. Rồi ok. Dạ em cảm ơn món quà rất là dễ thương của anh. Dạ em có gửi tặng cho anh một quyển sách, thì đó là cái quyển sách này thì em đã đọc nát luôn cái bìa trong lúc mà mùa dịch, thì em cũng mong là anh có thể, nếu có thời gian thì anh sẽ dành thời gian ra để anh đọc và để mình có thể là hiểu được nhau hơn. Dạ với trong đó có một cái viết thì mình làm nghề nghiệp gì thì mình cũng sẽ cần có một cái viết để như là ký nhận lương nè, và có thể dùng cái viết này để ký nhận vào những cái giấy tờ quan trọng sau này của anh. Dạ em cảm ơn anh. Dùng cái viết giấy đăng ký kết hôn rồi đó. Trời ơi. Dạ. Đáng lý thì anh tính tặng em 3 món quà, nhưng mà dạ, tại cái sản phẩm thứ ba của anh làm hết rồi mà anh đặt hàng vẫn chưa có đó, nên dạ, anh không có mang theo được. Dạ. Để hôm nào anh sẽ gửi em sau. Dạ hôm sau rồi, chắc okay, mình sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau. Dạ. Đúng rồi, ok. Dạ. Nếu mà hôm nay đến đây nếu có duyên thì anh nghĩ chúng ta nên cho nhau cơ hội để dạ, tìm hiểu. Dạ vâng. Ok. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ là anh trai, em thấy tóc bằng gái gì được chưa? Có cần sửa gì không? Trổ tài thử coi làm sao. Dạ, em nghĩ là nên nên hỏi bạn gái trước. Dạ. Em có muốn cắt tóc sơ lại không? Anh sẽ cắt sơ cho em. Dạ. Hiện tại thì tại vì tóc này là hồi sáng do ekip làm cho em. Với lại thật ra bình thường là em cũng có cái khuyết điểm là em không có biết makeup á, cho nên hồi sáng này cũng là do bên ban biên tập makeup giúp cho em. Về tóc thì em cũng đang tính là sẽ đổi một cái kiểu tóc mới cho nó phù hợp á. Nhưng mà anh nhìn khuôn mặt của em như vậy thì có thể cắt kiểu gì được? Làm luôn, đổi luôn. Cho 3 tiếng đồng hồ làm tóc. Hiện tại thì anh sẽ với cái thời gian chương trình có hạn, anh sẽ cắt lá bầu cho em. Dạ. Còn mắt. Chỗ này quay slow motion nha, về làm viral á. Em đặt hết niềm tin vào anh nha. Ok. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với phần trình diễn cắt tóc của bạn nam cắt cho bạn nữ, và không biết là kết quả nó sẽ như thế nào đây. Chúng tôi đang rất là hồi hộp. Quý vị có hồi hộp không ạ? Trời, tôi làm quạt náo duyên hay không? Từ từ đừng có rung. Rồi anh xin phép nắm tay em nha. Ok. Mới gặp nhau thấy có cảm tình dù cái đầu rồi đó ha. Rồi bây giờ mình trao đổi đi, cảm nhận thấy sao đó, mình thấy hình rồi đó, mình thấy anh cắt tóc làm sao? Cảm ơn anh đã cắt cho em một cái tóc em thấy rất là đẹp ạ. Nhưng mà okay, chắc là mình sẽ còn uống thêm đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Còn sấy uống rồi cạo rồi lâu lắm. Như cắt... vậy. Dạ. Chỉ cần 1 phút 30 giây thôi, đơn giản mà thay đổi chút xíu cái gương mặt rồi. Người ta nói là
cái tóc là cái gốc con người. Bây giờ mình chỉnh hai cái đó là xong nha. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi coi làm sao. Lần đầu tiên gặp mặt đó, em cảm nhận coi cái anh hớt tóc sao rồi. Anh hớt tóc cảm nhận con gái đối diện sao nè. Em nói trước. Dạ. Dạ em thấy anh rất là dễ thương. Nói chung là anh rất là cũng đẹp trai nữa, sáng sủa. Nhìn cũng thời trang gọn gàng. Nói chung là cũng giống với hình mẫu mà em đặt ra. Anh cũng vi tính rất là nhiệt tình nên đã cắt cho em một cái tóc rất là đẹp. Anh thấy anh như thế nào ạ? Anh cảm ơn em. Anh thì lời ánh mắt đầu tiên mà anh nhìn thấy em đó là khá là xinh và dáng đẹp. Và theo anh cảm nhận thì anh nếu mà tiếp xúc nhiều hơn thì anh có thể nói là em là một phụ nữ, một người con gái tinh tế và đáng yêu và biết trau chuốt cho bản thân. Dạ. Cảm ơn. Với lại anh cảm thấy là em có cái nét hiền dịu và đáng yêu á. Dạ. Anh thì anh rất là thích người con gái đáng yêu như vậy. Ừ. Và anh hy vọng là chúng ta sẽ nắm tay nhau để mà đi đến cái con đường hạnh phúc, và có anh và có em, và có những đứa trẻ thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Trời ơi. Không những nó cắt tóc đẹp mà nói cũng đẹp nữa ha. Ừ. Rồi bây giờ tính tới chuyện hẹn quan tâm về gia đình như thế nào, nói quan điểm cho hai bên cùng nghe đi. Em nói trước nha. Hai lần. Dạ về gia đình thì hiện tại em là con một ở trong gia đình. Dạ dưới nhà thì chỉ còn ba mẹ thôi, cho nên là nếu mà sau này có lấy chồng thì nếu mà ở trên này thì em mong là mình có thể thường xuyên về quê để thăm bố mẹ. Còn về quan điểm về con cái thì thật ra là em thích con trai. Em thích đẻ con trai trước, sau đó là mình mới đẻ con gái. Nhưng mà thật ra thì đẻ con nào thì do trời cho thôi, nhưng mà em thì em thích như vậy. Dạ. Còn về trong cuộc sống, về trong gia đình đó thì về em thích một người đàn ông có cái sự quyết đoán. Vì người đàn ông sẽ là trụ cột trong gia đình. Trụ cột ở đây không phải chỉ không nói về mặt kinh tế mà nói về mặt gia đình. Tại vì theo em thì quan niệm về phần kinh tế thì cả hai mình sẽ cùng làm việc với nhau. Thật ra là tại vì em thì không có suy nghĩ là sẽ phải phụ thuộc vào ai hết. Tại vì lúc nãy em có nghe anh trao đổi về vấn đề đó. Em có thể làm ra tiền và có thể là cùng anh để xây dựng gia đình. Nói nó một cách độc lập với nhau thôi. Cái lời hồi nãy cho anh bổ sung thêm đó là không phải là phụ thuộc, nói chung là khi tình yêu mà mình phụ thuộc những điều đơn giản thì nó quá là bình thường. Mà cái ý của anh hồi nãy nói là cái người kiểu con gái như là sống chỉ biết nói chung là hơi thực dụng đúng không? À, dạ, em không thích như dụng. Vậy đúng không? Chị cũng đồng ý với quan điểm đó. Dạ. Nhưng mình phải cho các bạn dựa dẫm vào mình một chút xíu. Bởi vì mình đàn ông mà. Nhưng mà thực dụng thì không được, là đúng rồi. Còn cái chuyện dựa dẫm hoặc là quan tâm, yêu thương, chăm sóc, dẫn bạn gái đi ăn uống này kia, shopping này kia, đó là chuyện bình thường đối với em. Nhưng mà kiểu như là đừng có quá mức. Tại vì em chỉ cái mức thu nhập của em nó chỉ đến đó thôi. Nó không còn thể nào mà cho các bạn gái mà cái mức mà bạn mong muốn được. Dạ. Vấn đề này em cũng đồng ý với quan điểm của anh. Tại vì trước giờ khi mà em tiếp xúc với những cái bạn mà kiểu như khác giới thì nếu mà em đã không thích người đó, hoặc là em không có thiện cảm, hoặc là nói chung chỉ là mối quan hệ bình thường thôi, thì em theo kiểu sống rất là sòng phẳng. Dạ, khi mà bạn cho em một cái gì đó thì em sẽ cho lại bạn một hoặc là sẽ nhiều hơn cái đó. Không biết là hiện tại ở nhà thì anh có anh chị em gì không ạ? Ở nhà anh thì có một anh trai nữa. Dạ. Nhà anh là chỉ có hai anh em thôi, anh là Út. Dạ. Nhà mình là quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ? Đúng rồi, anh nhà ở Củ Chi luôn. Dạ. Củ Chi là anh ở ngay cầu vượt nào anh? Cầu vượt Củ Chi đấy em, cầu vượt Củ Chi chạy xuống tầm 15 phút. Dạ. Gần Bò Tơ đó. Đất đó giờ mắc lắm đó. Rồi,
Bây giờ thế này nè, câu chuyện hẹn hò đi. Đúng rồi, hẹn hò sao bây giờ Củ Chi với hơi chỗ ở đây nó hơi xa đó. Hẹn hò tuần mấy lần thế nào đó? Ví dụ như hẹn hò thì em có thể sắp xếp một tuần chúng ta gặp nhau được. Dạ, công việc của em thì làm chủ yếu về giờ hành chính thôi. Thứ bảy chủ nhật thì em sẽ được rảnh. Còn không biết công việc của anh thì chắc là anh làm suốt tuần ạ? Đúng rồi. Thì nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ sắp xếp thời gian. Ví dụ như thứ bảy hoặc là chủ nhật anh sẽ sắp xếp thời gian để mà nghỉ sớm hơn một chút để dành thời gian cho em. Hoặc là chủ nhật em có thể, nếu mà không có bằng công việc gì đó đó, thì có thể dành thời gian xuống anh chơi. Hoặc là rủ đồng nghiệp, những chị, mấy chị đồng nghiệp xuống anh chơi. Anh xuống có thể cắt tóc xuống anh thì trong này anh cũng biết nấu ăn thì anh sẽ dành một ít thời gian, dành thời gian để mà nấu ăn để mời em và mấy những chị đồng nghiệp thưởng thức. Công việc của hai bạn này nó hơi tréo ngoe chút xíu. Em làm văn phòng đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chỉ rảnh thứ bảy chủ nhật thôi. Còn bên đây thì lại cái công việc này thì thứ sáu thứ bảy chủ nhật là rất là đắt khách. Dạ. Thậm chí là những ngày mà gần lễ rồi này nọ là cũng rất là đông khách. Dạ. Thì cho nên là hai bạn phải sắp xếp được cái vấn đề này á, thống nhất với nhau trong vấn đề này, chứ để tới lúc đó là em chỉ rảnh thứ bảy chủ nhật thôi mà bên đây là khách nhiều quá đâu có bỏ khách được. Dạ. Đó là tương lai mà, kinh tế là tương lai mà, nên đâu có bỏ được. Dạ. Nên giờ sao, tính sao? Dạ, một người đàn ông đối với em trông hấp dẫn nhất là lúc mà bạn đó làm cái công việc mà mình yêu thích. Cho nên là về cái vấn đề này, bạn làm việc thì để chủ yếu là cho kinh tế sau này thôi. Cho nên là mình có thể sắp xếp được. Nếu mà bạn không lên trên em được thì nếu em có thời gian em sẽ đi xuống dưới được thôi. Thứ hai ế lắm, thứ hai thứ ba ế lắm đó. Cho nên là thứ hai thứ ba tranh thủ lên đi chơi. Biết đâu được người ta học luôn nghề tóc thì sao? Biết đâu là hai bạn sẽ cùng đứng một tiệm thì sao? Cái đó là tương lai sau này. Dễ mà. Chắc chắn là bạn này sẽ hỗ trợ được cho bạn này về không marketing nhiều. Rồi đó. Marketing nè, xong người ta học hỏi xong người ta mở một cái chuỗi tiệm tóc nào đó. Hai bạn này rất là hợp nhau đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, em trai, em có thể muốn nói điều gì bằng trái tim của mình với bạn gái? Hãy bước tới nắm tay bạn gái để nói tất cả những điều đó. Dạ, cho em nói thêm một lời nữa là ví dụ như mà thứ hai thứ ba em về sớm thì anh cũng như hồi nãy chị nói là thường đầu tuần thì nó sẽ hơi vắng á. Dạ. Anh sẽ chạy lên để gặp bùng em đắp. Để có thể mình có thể đi xem phim hoặc là đi ăn uống đi đâu đó. Dạ. Và nấu ăn cùng nhau để tình cảm hai đứa nó thêm đông đầy. Dạ. Nói chung việc gì mà nếu mình đã quyết tâm thực hiện giống như là mình muốn thực hiện thì em nghĩ là mình sẽ làm được thôi. Ok. Rồi. Bước tới đi em trai. Đó. Chào cho anh mừng tay nhé. Anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu để đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Dạ. Với em thì không có cái mối quan hệ nào nó là hiển nhiên hết á. Nhưng mà mình muốn giữ gìn và mình muốn xây đắp cho cái tình cảm đó thì mình phải bỏ ra rất là nhiều nỗ lực, công sức cũng như là thời gian. Quan trọng nhất là mình quyết tâm thì mình sẽ làm được. Dạ. Ok. Dạ. Rồi em cười đẹp quá. Rồi chúng ta về chỗ đi. Hai bạn về chỗ nào? Mình bắt đầu đưa ra quyết định của mình nha. Hai bạn sẽ suy nghĩ những cái giây phút vừa rồi chúng ta đã trải qua những gì, cảm nhận về nhau như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ thật là kỹ trước khi đưa ra quyết định nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ trước sự chứng kiến của bạn bè, của khán giả truyền hình và đặc biệt của gia đình hai bạn đang theo dõi chương trình, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Nè, nắm gì nè, gì nè. Nắm gì? Đó, gì đó, nắm chặt tay nhau nha. Đừng buông tay ra. Hãy cùng nắm chặt tay nhau đi suốt cuộc đời. Bây giờ xem như ba mẹ hai bên đang theo dõi chương trình, mình hứa với người lớn gì đi. Dạ, con hứa với ba mẹ bạn nữ là sau này sẽ yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho bạn nữ có cuộc sống thì là tốt đẹp. Không để bạn nữ phải buồn hoặc là phải áp lực trong cuộc sống hoặc là cãi giả vì bất cứ điều gì hết. Hay quá. Rồi.
cứ như thế mà làm nha. Mình hứa gì mình nói gì, nói được làm được, hứa được làm được, giống như làm tóc vậy đó ha.